Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại với tôi, tính video này tôi sẽ giới thiệu là cách khôi phục cả gốc về trả lời xuất xưởng bản đồ của con máy Redmi Q2 Pro 5G, mã của nó RMX2173. Để thực hiện, trước khi thực hiện khôi phục cả gốc thì các bạn phải sao lưu danh bạ, tin nhắn, ảnh pro, những thứ các bạn cần vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ đám mây hoặc máy tính. Vì khi thực hiện xong thì máy sẽ xóa toàn bộ về trả lời xuất xưởng bản đồ. Để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ vào cài đặt này, ta sẽ kéo xuống chọn cài đặt bổ sung, ta sẽ kéo xuống chọn đặt lại điện thoại. Ở đây ta sẽ quan tâm đến dòng, nếu các bạn muốn đặt lại ứng dụng, xóa ứng dụng này thì ấn vào đây, đặt lại cài đặt hệ thống đây, đặt lại cái mạng wifi ở đây, xóa danh bạ, xóa tin nhắn ấn đây. Còn bạn xóa tất cả thì bạn ấn vào dòng giữa cho mình. Đấy, xóa dữ liệu, tiếp tục một lần nữa. Bây giờ máy sẽ khởi động lại và các bạn chờ khoảng 4 đến 5 phút hoặc 6 phút hơn, có thể lâu hơn nhé. Sau khi các bạn đợi khoảng 3-5 phút thì máy sẽ hiển thị chào mừng chọn ngữ này, ta chọn về tiếng Việt này, tích vào ô trống tiếp theo. Tóm lại các bạn cứ ấn tiếp theo và next đồng ý thôi, còn cái là bỏ qua được bỏ qua cho nhanh nhá. Rồi gọi bởi sau này, sau này tiếp này, rồi ấn bắt đầu này. Đây ta sẽ ấn bỏ qua trên này sử dụng ngay. Vừa rồi mình vừa giới các bạn là thực hiện khôi phục cài đặt gốc về trạng thái sử dụng bắt đầu của con máy Redmi Redmi Q2 Pro 5G. Chúc các bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.